Cả nhà hôm nay bác sĩ làm video ngắn thôi. Đối với những bạn mà đang bị mụn thì việc lựa chọn các sản phẩm để điều trị mụn là một điều rất là hoang mang đúng không? Nhưng các bạn đi tìm những sản phẩm hay là đọc những review trên mạng thì người này bảo là sản phẩm đó tôi dùng tốt, sản phẩm kia tôi dùng da đẹp lên. Nhưng khi các bạn mua về thì các bạn thấy là mình dùng lên da mặt mình không hết mụn, da xấu đi, có khi là mụn nặng hơn rất là nhiều. Và có những bạn mua các sản phẩm mà nó nặng đô quá ấy, về sử dụng cho da mặt mình thì thấy mặt mình băng ra, nặng nề hơn rất là nhiều. Thì mụn là một câu chuyện dài, một câu chuyện buồn, rất là buồn. Và cảm giác như không có lối thoát đối với những bạn mà đang bị mụn. Thì hôm nay bác sĩ sẽ bật mí cho bạn nhé. Để điều trị mụn hiệu quả thì các bạn phải điều trị mụn theo mức độ mụn của da mặt mình. Và để tự điều trị mụn và việc đầu tiên của những bạn bị mụn là chúng ta phải xác định được, tự xác định được là da mặt mình đang ở mức độ mụn nào. Và từ đó sẽ có các phác đồ cũng như các sản phẩm để phù hợp với mức độ da mặt của mình. Thì theo hướng dẫn của thế giới như là của FDA á, thì viết rất là lằng nhằng, nhưng cơ bản thì có 4 mức độ, chia là 4 mức độ mụn. Đầu tiên là mức độ mụn 1, thì đó là mức độ mụn nhẹ. Mụn này thì sẽ ít mụn đầu đen này, ít mụn đầu trắng, mụn ẩn á, nằm dài lát trên da thôi, và có một mụn viêm. Mức độ mụn thứ hai là mức độ mụn trung bình. Đối với mức độ mụn này thì sẽ gồm nhiều mụn ẩn, nhiều mụn đầu trắng, nhiều mụn đầu đen nằm tập trung thành từng đám với nhau và có từ 2 mụn viêm trở lên. Và đối với mức độ mụn thứ ba là đối với mức độ mụn nặng thì nó sẽ gồm nhiều mụn ẩn, nhiều mụn đầu trắng, nhiều mụn đầu đen, nhiều mụn viêm và có các mụn bọc. Mụn bọc thì bản chất của nó là mụn viêm, nhưng nó có kích thước lớn là từ 0,5 đến 1 cm. Và mức độ mụn thứ tư là mức độ mụn nặng nhất. Đối với mức độ mụn này thì bác sĩ khuyên các bạn là nên đến với các cơ sở bệnh viện lớn để ở đó có các kỹ thuật cao hơn cho các bạn can thiệp sâu hơn. Vì đối với mức độ mụn này thì sẽ gồm nhiều mụn ẩn, nhiều mụn đầu đen, nhiều mụn đầu trắng, nhiều mụn viêm và có nhiều mụn bọc. Trong đó có các mụn mạch lươn là các mụn bọc, các nang mụn ấy nó thông với nhau nên là điều trị rất là nguy hiểm và có thể là để lại những biến chứng rất là nặng nề sau này. Thì các bạn xem là mình đang ở mức độ mụn nào nhé, và từ đó sẽ có các phác đồ hay là có các hướng xử trí khác nhau để phù hợp với làn da bạn làm sao để hiệu quả nhất. Cuối cùng là bác sĩ chúc các bạn có một làn da khỏe, hết mụn nhé.